Cơn mưa qua vội vã, đêm đen côi lạnh giá. Em nhớ anh ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa anh lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngừng, để trong vòng buốt giá đêm quạnh hiu. Vì em yêu anh ta trong giấc mơ, nên tình em cho anh là không bên bờ. Hình bóng anh vạch quanh đêm ngày, bây thương thành nỗi nhớ. Để mãi có anh trong những đêm mơ. Vì em yêu anh ta trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh vạch quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em, cả trong cho ba anh em cả nhà ơi. Hey. Hello cả nhà của mình. Cơn mưa qua vội vã, đêm đơn côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn thổn thức. Khi xa em lòng nhớ, ngày buồn đêm thẫn thờ. Chỉ phút giây mà ngỡ, để trong vòng buốt giá đêm quạnh hiu. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên tình anh cho em là không bến bờ. Hình bóng anh vây quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Để anh mãi có em trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh vây quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em, cả trong giấc mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên tình em cho anh là không bến bờ. Hình bóng anh vẹn quanh đêm ngày, bây thương thành nỗi nhớ. Đêm mai có anh trong những đêm mơ. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, nên khoảnh khắc bên anh đẹp bao ý thơ. Hình bóng anh vẹn quanh đêm ngày, nhìn sâu vào nỗi nhớ. Dù anh ở nơi đâu cũng nghĩ tới em, cả trong giấc mơ. Chúc cả nhà mình có một buổi nghe nhạc đầy niềm vui và đầy năng lượng cùng với ba đêm nha cả nhà mình ơi. Bấm một cái chia sẻ cho nó thật là rực rỡ nha cả nhà ơi. Vì em yêu anh cả trong giấc mơ, giấc mơ. Ê, ê. Máu ở đâu đi nào cả nhà ơi. Cả nhà mình đẩy thuyền lên nhiệt tình cho ba anh em được không ạ? Let's hello. Go. Hello, Tuyết Trương nè, Đặng Liên, David. Đấy mọi người ơi, mọi người lì xì mạnh mẽ hơn đi mọi người. Xin là một cái bài hát song ca rất là dễ thương. Hello, hello Nguyễn Yến nha. Hello, Nguyễn Yến. Trời ơi, được Nguyễn Yến cho coi kìa. Mọi người thấy Nguyễn Yến không mọi người? Những câu nói trên đầu môi, phật chẳng người trao cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết em không hề yêu, những vắt mơ mộng nhiều. Vì anh lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Sáng là nhớ, đêm nằm mơ, mơ tình ta xinh như bài thơ. Ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu quá thế. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu nào, cho tình tôi miên man. Yeah, yeah. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ.
sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười sáng ngời trên môi thiên hạ. Hey. Nhóm nhạc cho xin 500 lượt chia sẻ đi mọi người. Nhóm nhạc Blackpink. Cho xin 500 chia sẻ đi ạ. Black White Pink xin lời chào đến chị. Sáng là nhớ đêm nằm mơ, mà tình ca xanh như bài thơ. Anh chàng sang soi màn đêm, đưa tình yêu quá thế. Vì sao người không nhận lấy, để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu cho tình tôi miên man. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hương hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đứng xa chúng đôi, ân tình tuyệt vời lớn ngôi. Tình yêu của những phút đầu tựa như phép màu, dưới ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười sáng ngời trên môi thiên hạ. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu có những phút đầu tựa như phép màu, sưởi ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười sáng ngời trên môi. Được chia sẻ đâu à? Hey. Chia sẻ cho nhóm White Blackpink. Mộc đà là bao nhiêu em? Mộc đà là 350 một hộp chứ Trần Nga ơi. 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600.000. Hoàn toàn miễn phí ship chị yêu ơi. Mua hàng chị cứ để lấy số điện thoại là được nha chị gái ơi. Anh chị mình chia sẻ chưa? Bấm chia sẻ cho bà đi em đi cả nhà ơi. Để mình nghe nhạc thật là máu lửa hơn nha mọi người. Ê, ê, ê. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đó anh. Nước mắt không đem lại chuỗi ngày ông em. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hai bên hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Tình đôi thêm chi, hãy có quên đi, hãy có quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Tình là rơi ta mong manh, vật ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu là mai sau mình không còn bên nhau, nếu là mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Tình lạ rơi ta mong manh, vật ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Chia sẻ mạnh mẽ đi mọi người, mọi người để hết ga đi mọi người ơi. Hết ga hết số đi cả nhà. Tiếc gì một lần chia sẻ mọi người.
Hay quá, vào đây xem xả stress hả? Chính xác luôn. Lên nào. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu anh, nước mắt không đem lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu lớn nhất khi xa nhau còn thương nhau. Hãy biết hôm nay mình vẫn còn nhau đây, nếu là mới sâu tình trôi vào đắng cay. Tình nuôi thêm chi, hãy có quên đi, hãy có quên đi bao nhiêu chuyện tình đam mê. Ôi, đời là đại dương đầy sóng mênh mông, tình là rơi ta mong manh, và ta là chiếc thuyền con bồng bềnh trên sóng lênh đênh. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đớn đau. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Dạ đang cho bé Ti thì mình cho con bú, cho con bú thì mình pha kem được chứ ơi. Một hộp collagen Út Lân ơi, để số đi Út Lân. Mua cái gì cũng được, có số đi ạ. Ê đang kêu là bước không biết hát đâu chị ơi, không biết hát bài đó chị ơi. Một collagen Út Lân số điện thoại ạ. Hello quay Blackpink. Yeah, hôm nay tụi em mặc đồ hơi trái ngược nhau chút xíu, các anh chị thấy không? Nhưng mà mỗi đứa sẽ toát lên một màu rất là đặc biệt mọi người ha. Ba thế giới mọi người. Ba thế giới chứ chung một thế giới là mệt. Hello, hello anh trai Hồng Lam, Trung Võ Văn, Cúc Đinh. Một màu rồi sẽ phải nhiều màu mọi người. Collagen phái nào muốn được không? Dạ phái nào cũng được anh trai. Nói chung là làm đẹp thì không có kén nam hay kén nữ đâu anh ơi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần gì? Cần một bờ vai ấm áp, nhưng không cánh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Em nhớ là những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Em nghe cơn gió đang về như anh gần kề bên. Phước ơi, em yêu anh quá mất rồi, để ngỡ như anh gần thôi. Mùa gì cũng để số giúp em mới chốt được cơm nha mọi người ơi. Bình luận như vậy không chốt được đâu nha. Lên số điện thoại giúp em ạ. Một hộp collagen là sủi là 1,1 triệu, còn viên là 790 ngàn nha anh trai ơi. Anh đẹp trai ơi, anh muốn xài cái loại nào anh đẹp trai ơi? Lên số điện thoại giúp em anh chị mình ơi. Mua cái gì cũng phải để số nha mọi người. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, em nào? Anh thấy lòng chợt lẻ loi, vậy sao? Cô đơn cùng với đêm dài cứ trôi theo anh từng ngày. Em ơi giờ đây anh cần, cần cái gì? Cần một bờ vai ấm áp, nhưng không cánh ai lúc này để anh có nơi tựa vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong em buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tìm nhưng không thấy em ở đây. Nhớ là những kỷ niệm gì mà sao trong anh buồn thế.
khá ai buồn. Em nghe cơn gió đang về. Gió gì? Như anh gần kề bên em. Ok. Em đưa đôi mắt em tìm. Tìm cái gì? Nhưng không thấy anh ở đây. Ở đây. Em yêu anh quá mất rồi. Sao? Nên ngỡ như anh về thôi. Sao? Em đưa đôi mắt em tìm. Đừng nghe những gì con gái nói mọi người ơi. Con gái nó có là không. Con gái nó có là không mà nó không là có nha mọi người. Đối với em là có hay không nó cũng là như vậy đó. Em đang nói cái gì vậy? Em không kiểm soát được lời nói của mình sao? Em nói cho em không hiểu. Em không kiểm soát được hành động và lời nói của mình là sao? Không. Quan trọng ngoài hình đến như vậy sao? Em nhìn anh em bối rối. Em không nói được. Thì ra đúng là rồi em anh ơi, xã hội bây giờ là ngoại hình nó quan trọng lắm anh ạ. Đúng ngoại vậy. Hình quan trọng đến thế sao? Anh mua collagen uống cho đẹp đi. Thật sự, xấu như anh đừng nói chuyện nữa. Thật sự. Nói chung là bây giờ ngoại hình hay là da dẻ hay là mọi thứ bên ngoài nó quan trọng hơn là bên tấm lòng. Hồi xưa kiểu như là có tấm lòng thì anh chỉ thương em bằng cái tấm lòng, cái tính cách của em thôi, cái nết na của em. Thật sự gặp lần đầu tiên cái bỏ sách dép chạy mất tiêu. Ở đó bài đặc xạo. Bây giờ yêu bằng tâm hồn. Tâm hồn thì càng bự thì càng yêu mà hồn. Tâm hồn mà bự nhỏ nữa hả trời? Có. Bởi con trai thì có. Đàn ông trai chỉ thích bự thôi. Bây giờ tâm hồn mà càng bự là càng thích nha. Là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh. Nhưng đến bây giờ vẫn như vậy, chỉ là cần một khoảng trống. Sao em lại nhìn anh để biết ta cần nhau hơn. Anh cũng rất sợ ta phải xa nhau, nhưng tình yêu không như lúc trước. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Sẽ chưa mọi người ơi. Nhưng bây giờ em là gì hai? Bây giờ em là anh Duy. Ê hey. Một cái chia sẻ cho ba đứa em đi mọi người. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Đừng để thời gian bên nhau là tuổi quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn trong giấc mơ.
tự chết mọi người. Học anh Yên lại một khóa hết nha. Chị nắm là bao nhiêu? Chị nắm hết hàng rồi ạ. Chuyện sao nó không bể má. Nhưng đến bây giờ cố gắng hết sức rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người ơi, mọi người bổ sẻ mạnh mẽ cho ba anh em đi mọi người. Đúng rồi mọi người. Anh em mọi người bị yếu vậy. It's Lee. Gì cha? Mọi người nghe nhạc hát sung như vậy mà mọi người không nở lòng nào bấm cái chia sẻ cho ba anh em tụi em mọi người. Thật sự hôm luôn. Hôm nay chia sẻ ít quá. Dành tất cả thanh xuân để thương một người mà giờ không ai chia sẻ hết trơn. Dành cả thanh xuân để thương các anh chị. Cảm ơn cô Ngô Thị Nguyên. Rồi Yến lên nhạc đi. Cho Yến và mọi người chia sẻ cho Yến đi mọi người. Lên YouTube đi, bài biết tìm đâu á. Hồi nãy có một anh chị hỏi là collagen sủi là nhiêu á. Collagen sủi nhà em là 1.1 triệu một hộp nha anh trai chị gái mình ơi. 1.1 triệu một hộp và chiết xuất từ da cá nhập khẩu từ Pháp. Nó tác dụng của collagen sủi nhà em là sẽ giúp cho da của anh chị mình căng bóng và trắng sáng nhanh hơn nếu mà da của anh chị mình không quá nhiều khuyết điểm đó. 1.1 triệu một hộp và chị mình mua 3 hộp được tặng 1 là 4. Mua 4 hộp thì được tặng 1 collagen DC9 và được kèm 1 hộp kem chống nắng nha mọi người. Cảm ơn Thùy Hoàng, Tăng Cân Mộc Đà, cảm ơn chị gái Quý Hoàng, Thùy Hoàng. Còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ, tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thế bên nhau, hơn ngất ngay khi đôi môi anh vừa trao. Việt Nam và hàng Việt Nam chất lượng cao thôi. Còn của Nhật qua Nhật mua không có bán. Tụi em bán hàng của Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao. Sủi collagen tươi 1.1 triệu hộp, 4 tặng 1 DC9. Đây là collagen vàng nha mọi người. Collagen DC9 nhà em mới ra mắt cho nên chỉ là hàng tặng chứ không có bán gì cả nha. Cha mẹ hết lên. Cha mẹ yêu. Ngày dài còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngậm ngùi về một cuộc tình đã lỡ, tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thế bên nhau, hơn ngất ngay khi đôi môi em vừa chạm. Chỉ là
lên này, Yến hát lên rồi. Tức là chị chỉ cần trả đúng cái số tiền cho em là 290.000 thôi. Đúng. Kiểm tra hàng đúng hàng là mà chị đặt thì chị nhận, không đúng chị không nhận giùm em nha. Đúng rồi mọi người. Đó, bên em tất cả sản phẩm nhà em là các anh chị mình cứ yên tâm là không phải lo tiền ship. Bên nhà em miễn phí ship hoàn toàn cho các anh chị. Và hàng là bao đổi trả các anh chị luôn, trừ nước hoa thôi nè. Mua một sữa rửa mặt 1 tỷ tế bào chết có tặng chống nắng không? Dạ không ạ. Mua một sữa rửa mặt 1 tỷ tế bào chết thì nhà em tặng cho mình một là sữa rửa mặt, hai là tẩy tế bào chết nữa nha. Còn chống nắng thì là các anh chị muốn được tặng thì các anh chị mua hai chống nắng thì bên em mới tặng thêm một chống nắng cả mình, nhà ơi. Không thì mình mua một sữa rửa mặt với lại một chống nắng đi, mình sẽ được tặng một tẩy tế bào. Đó, nha anh trai, mình chỉ thêm vài chục ngàn nữa thôi là mình có thể là được sở hữu một tẩy tế bào đi. Anh chị mình lấy một sữa rửa mặt nè, một chống nắng thì sẽ được tặng một tẩy tế bào và được miễn phí ship cho anh chị của mình nha. Đó, cho nên là anh chị cứ mua hai sản phẩm là được chọn quà cho mọi người. Yến hát rồi, Nhiên hát rồi, bây giờ là tới bé Linh phục vụ cho anh chị mình nha. Giang dở và nó hơi buồn á. Yêu cầu bài hát có vui hơn được không ạ? À? Một beat mới, một bài hát mới cả nhà ơi. Đường dọc thanh thang bước chân em đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm dình chôn dấu. Đường một đường em đi với, đường một đường anh bước, từ nay duyên đã cạn tình đã hết. Thương cười lên đi lấp che bao niềm đau, điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian buồn xoa. Là vì rồi ai cũng khác, nào cuộc tình này xưa xác, còn nhiều điều chưa nói chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn hồng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh. Con người lạc quan lắc giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Này làm beat lúc nào cũng thấp hết trơn. Ai rồi cũng khác à. Beat mới làm nha mọi người, beat công ty mới làm á, cho nên là nó còn hơi rất là thấp. Ai rồi cũng khóc. Đường cười lên đi lấp che bao niềm đau, điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian bôi xóa. Là vì rồi ai cũng khác, làm cuộc tình này sơ sắc, còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giấu phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên em dù bao gian khó vây qua. Con người lạc quan lắc giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên em như chưa từng nhìn thấy trong đời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giấu phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nồng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên em dù bao gian khó vây quanh. Con người lạc quan lắc giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên như ta chưa từng nhìn thấy trong đời. Đâu rồi nụ hôn nồng, đâu rồi bàn tay ấm. Bài này hồi đó em rất là riêng ở điệu. Rất là riêng. Rất là riêng. Thôi ơi, nó chỉ ghi đi liệu. Rất là riêng. Bài này chị sẽ bị đánh nè. Phải nhắn tin cho hai lá trương luôn á. Cái bài này khó lắm. Đâu rồi bàn tay ấm, đâu rồi bàn tay ấm. Đừng có riêng nữa. Không có, em riêng quá. Riêng quá ha. Rất là ghiền mà em nói lộn là... Nhanh tay đặt hàng thì cứ để lại số điện thoại bên dưới nha cả nhà. Xin gửi tặng cho anh Việt Kiều Mỹ Cần Trương hát hoài. Tặng anh luôn nè. Một cái khúc được mang tên. Mà này em hát thì em hát chưa có ok. Em chỉ chấm em khoảng 5 điểm thôi. Riêng bài này em chấm em 5 điểm. Tại vì cái bài này em chưa có nghe ca sĩ hát gốc bao giờ. Em chỉ nghe theo nhạc và em hát thôi.
nó còn rất là nhiều nốt, em cảm thấy nó hơi chớt. Nhưng mà được anh chị mình yêu thương rất là nhiều, cảm ơn mọi người. Một xíu nữa Bé Linh sẽ tặng cho anh chị một bài bolero mà em cảm thấy rất là tự tin. Mà cái bài em hát em cảm thấy em chấm em 8 điểm luôn nha mọi người. Mọi người chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho view cao cao lên đi. Và tụi em sẽ tư vấn một lần nữa cho anh chị mình ha. Mọi người ơi, 5.000 người thì Linh sẽ hát bài đó nha mọi người. Trời ơi, trời ơi, tới đâm heo luôn anh Nhiên. Anh chị mình chia sẻ cho 5k. Bây giờ lên nổi 1k2, 1k3 đi. Em hát cho các anh chị nghe bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Em rất là thích bài này. Và cái bài này em cảm thấy em rất hát rất là tự tin. Một thở yêu người tuyệt vời, cảm ơn Nam Bùi Philip ạ. Cả nhà ơi, tăng cân một đà là 350.000. Cảm ơn Thi Ngọc. Cảm ơn nha. Uống vào là ăn cơm nhiều lắm á. Cảm ơn Thi Ngọc. Giấc mộng xưa, dạ em không biết bên này rồi. Tăng cân là 350.000 một hộp, hai hộp là 600.000 và nhà em là bán thảo mộc chứ không phải là thuốc, cho nên cả nhà cứ yên tâm. Thay vì trẻ nhỏ 7 tuổi trở lên đã có thể sử dụng được rồi nha cả nhà nhé. 100% nhà em là bán thảo mộc, công dụng chính của mộc đà nhà em nó chỉ hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ lại sức khỏe của mình. Đây không phải là thuốc nha cả nhà nhé. Cảm ơn bé Hướng Dương nha. Hướng Dương là một loài bông rất là đẹp, luôn luôn hướng về mặt trời đúng không? Và được ăn. Được ăn gì? Ăn hột Hướng Dương á. Tự nhiên được ăn hết hồn, nó ăn cái gì? Bông mà cái xong rồi nó tàn, nó có cái hột. Đó là một cái loại bông duy nhất mà mình có thể ăn đó đúng không? Có cái bông mà có cái hột xong rồi sẽ lấy được cái hột để mà ăn. Là hột Hướng Dương. Linh chị cũng thích Chuyến Tàu Hoàng Hôn, đúng rồi em. Ủa, này cũng Thùy Linh nữa hả? Nguyễn Thị Thùy Linh à. Nghe cái tiếng nó mỉa mai kiểu gì đúng không? Vậy, tôi kêu một cách triều mến và một cách gọi là thân thương. Nghe nó mỉa mai cũng chết. Nguyễn Thị Thùy Linh. Đúng rồi. Mà chiều đi sao vô tiệm, tới tiệm mà không cho người ta cạo cái bộ râu ấy. Dễ gì mà cạo. Biết không, ông chú ý không đi là ông muốn coi giống em á, muốn lên coi. Mà người ta không cho lên. Hình là không cho lên chứ đang coi mà nhe răng cười chứ. Trời ơi. Chắc đạp xuống lầu quá. Thiệt, anh sợ. Nhiều khi đang coi người ta đang ngấy. Cái đó anh biết là bệnh gì không? Bệnh vô duyên. Nhưng mà không phải mình bệnh không nó muốn. Có ngày gãy cổ đó. Không muốn, thực sự không muốn, nhưng mà kiểu tự nhiên nó xuất phát ra thôi chứ không có muốn. Thôi anh tư vấn đi, anh muốn. Muốn đi tư vấn đi anh. Anh chị mình ơi, ai mà đang có cái nhu cầu về cái sản phẩm nào, mình muốn mua sản phẩm nào, anh chị mình cứ đặt câu hỏi đi. Nếu mà ở nhà em có sản phẩm đó thì tụi em sẽ tư vấn cho anh chị của mình nha mọi người. Chẳng hạn như là anh chị mình chị thích chị thích cái này, thích hỏi có cái này có kia không em. Nếu mà có nhà em có sản phẩm thì tụi em sẽ tư vấn cho anh chị của mình, để anh chị mình có thể là thấy ok thì mua, không ok thôi. Và nhà em rất là nhiều sản phẩm làm đẹp. Kem chống nắng 290.000 nè. Sẽ rửa mặt tẩy tế bào đồng giá với nhau là 250 nè mọi người. Và kem body là 480.000 một chai. Mua một có quà, mua hai được tặng một là ba miễn phí ship. Đó. Và còn collagen làm đẹp cho anh chị của mình nữa. Collagen nhà em thì có hai dòng collagen viên năng mềm DC Plus và collagen sủi là 1.1 triệu một hộp. Đó. Đó là hai dòng collagen nhà em nha. Và những anh chị nào cái làn da mặt của mình mà bị nhiều khuyết điểm như là thâm nám, tàn nhang, đầu mồi, da không trắng sáng, không đều màu, da bị sạm, đó thì mình nên dùng collagen viên cái này nha, 790.000 một hộp. Rất là tuyệt vời luôn, nó sẽ hỗ trợ làm giảm, ngăn ngừa, làm mờ và không cho lan rộng ra những cái tình trạng như là thâm nám, tàn nhang nha mọi người. Đó, anh chị mình có thể dùng collagen viên này, 790.000 một hộp. Mình có thể sử dụng được 1 tháng, 1 ngày 2 viên. Và anh chị mình trong thời gian này mua 4 hộp sẽ được tặng một hộp collagen DC9, là một cái dòng collagen mới ra của nhà em mọi người ơi. Collagen DC9 là một sự kết hợp tuyệt vời giữa collagen sủi và collagen viên. Nó sẽ vừa gọi là trị, không phải là trị mà là giúp ngăn ngừa thâm nám, tàn nhang đầu mồi và có thể là làm cho da của mình căng bóng và trắng sáng nè mọi người. Collagen DC9 là một cái dòng collagen rất là tuyệt vời của nhà em nha. Và trong thời gian này anh chị mình mua 4 hộp collagen tuyệt, bất kỳ sẽ được tặng một hộp. Đúng rồi, các anh chị cứ mua 4 hộp collagen viên DC Plus, nhà em sẽ được tặng một hộp collagen DC9, dòng collagen mới nhất nhà em nên mọi người xem theo. Dòng collagen mới nhất nhà em và hiện tại là giá nó là 1.6 triệu, nhà em chưa bán, nhà em chỉ là hàng tặng cho các anh chị trải nghiệm thôi. Đúng rồi. Còn những anh chị nào muốn mua sủi nhà em, muốn làm hỗ trợ làm đẹp nhanh thì mình có thể sử dụng sủi là 1.1 triệu một hộp. 40 gói mình sử dụng được 20 ngày nha cả nhà. Chiết xuất từ da cá và nhập khẩu từ Pháp, và bên em cũng đang có ưu đãi các anh chị mua 3 hộp tặng 1 hộp, mua 4 hộp tặng cho các anh chị 1 DC9 và kèm chống nắng. Mua 4 hộp collagen sủi sẽ được 2 phần quà mà còn được miễn phí ship nữa nha. Bao dùng bao đổ trả cho anh chị của mình. Và anh chị mình chỉ trả đúng cái tiền hàng anh chị mình đặt thôi cả nhà ơi. Cho nên là rất là tuyệt vời. Bao dùng bao đổ trả, cho nên là anh chị không có lo lắng gì hết nha. Cứ dùng thoải mái cho em, không có lo lắng nha mọi người. Đặt hàng trả đúng tiền hàng. Kiểm tra hàng đúng hàng, trả tiền không đúng trả lại.
Đó, rất là tuyệt vời luôn. Nhanh tay đặt hàng thì để lấy số điện thoại giúp em, bên em có nhiều dòng để mà hỗ trợ làm đẹp. Các anh chị muốn sáng da, trắng da, mịn da, các anh chị muốn tăng cân an toàn hiệu quả đều có hết nha mọi người. Kem giữ da mặt nhà em là 900 ngàn một hộp nha mọi người ơi. Và những anh chị nào mình mua trong thời gian này mua 3 hộp sẽ được giảm còn có 1.660.000 thôi mọi người. Mua 3 hộp chỉ còn có 1.660.000. Cho nên là anh chị nào đang sử dụng kem dưỡng da mặt nhà em hay là đang có nhu cầu thì mình nên nhanh tay mua 3 hộp để mà được giảm rất là mạnh luôn. Và hàng bao dùng bao đổi trả cho anh chị của mình nha. Đánh dấu. Mua hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới cho ba anh em như cả nha. Body cũng có nè, các anh chị muốn trắng body cũng có, muốn trắng da mặt cũng có, nhiều lắm mọi người ơi. Ô 1.000 lượt xem mà nè, cũng đâu có tệ đúng không? Mới đăng mà được 1.000 lượt xem là ngon rồi. Nước hoa thì có nước hoa nhập khẩu từ Pháp cho anh chị của mình nha. Những ai đang có nhu cầu muốn sử dụng, anh chị nào mình thích nước hoa, muốn sử dụng nước hoa. Mộc Đài dạng viên hay gói về Mộc Đài nhà em là dạng viên nha. Thuốc tăng cân Đào Giang em đã nói chị gái là để lại số điện thoại cho chuyên viên nhà em gọi tư vấn cho mình mà. Nhà em là thảo mộc tăng cân chứ không phải là thuốc nha Đào Giang ơi. Thảo mộc tăng cân hỗ trợ ăn ngon và ngủ ngon, giúp cho anh chị của mình lên ký một cách chắc khỏe và an toàn nha, không gây hại cho ông sức khỏe. Ông nói chị kêu. Ông bình luận ông nói là ông nói em là chủ kênh kêu, em mới nói là không phải là em mà là Ý Như Mi, cái ông xóa cái bình luận trên Facebook em mới vô đang bình luận. Đó, cho nên là cam kết với anh chị mình là an toàn và an toàn là gọi là tuyệt đối về sức khỏe nha, không gây hại cho sức khỏe. Và trẻ em 7 tuổi đã sử dụng được cái mộc đài nhà em rồi, cho nên là anh chị mình không có lo lắng giùm em nha mọi người. 350 một hộp cho trẻ em và người lớn là 2 hộp, còn 600.000 miễn phí ship cho anh chị của mình. Tăng dưỡng chất và tăng hấp thu, giúp cho anh chị của mình ăn ngon và ngủ ngon hơn mọi người ơi. Cảm ơn chị gái Đào Giang nè. Đào Giang hay Đào Giang? Đào Giang. Cảm ơn Đào Giang ạ. Chị biết mình phải nói xàm nhiều, phải tạo cái tiếng đúng cơ. Rồi, không phải là mình... kiểu là em phải quay thêm mấy cảnh mà đi mua đồ này kia á. Mình đem vô á, hiểu không? Chứ không phải là vô cái bắt tay vô là làm việc luôn. Kiểu là dụ mà em mình khỏi cần phải mua nhanh luôn, mình để chậm chậm. Em đi mua cái gì xong cái kiểu hài diễn vậy. Cho một tăng cân Nguyễn Dũng để số giúp em đi Nguyễn Dũng ơi. Tại mình sợ nhiều quá bị nhảm, mình tua nhanh ha. Thực chất mấy video trên toàn là để dài không à. Kiểu ví dụ như em mua gì không là về ví dụ Yến đứng quay vô bé 8 tuổi dùng bao nhiêu hộp một đài vậy? Một hộp thôi, và một ngày mình sử dụng cho bé một viên là được rồi nhá. Cảm ơn coi chị. Gấp cái khúc này hay chứ. Tôm nè, bạc ghía nè, nhà làm nên hơi chất lượng chút xíu mọi người. Ngon lắm, nhiều lắm luôn á. Oh my god. Anh nhìn coi chưa? Rồi. Coi thấy khúc gì mà không? Thấy. Gì nó mới hay đúng không? Thì có những cái màu mè như nó. Sao quay được không? Cũng được nè. Vui nè. Mình bỏ bánh luôn nha. Quên nãy giờ quên dặn nhỏ lửa luôn. Xích mẹ. Thì đó. Thì để em ghép cái tiếng pịp vô nó thấy không? Cười chết. Cảm ơn Trần Lệ nha. Mộc đài nhà em thì trẻ em 7 tuổi đã sử dụng được rồi, cho nên là 8 tuổi thì dùng thoải mái nha mọi người. Tại vì trên bao bì là ghi là trẻ em 5 tuổi có thể dùng. 5 tuổi có thể dùng rồi, nhưng mà nhà em quy thêm 2 tuổi nữa là 7 tuổi để cho tăng thêm cái an có toàn cái cho coi lại cũng vui mà đúng không? An không, toàn cho không biết có được hay không em kệ, có cái để sao. Trẻ em ấy mọi người. Mới đăng mà được 1.000 là ngon. Kênh này lên chắc. Đấy, cho nên là anh chị mình cứ dùng thoải mái nha. Bao đổi trả bao dùng cho anh chị của mình, tăng dưỡng chất và tăng hấp thu thì anh chị mình gọi là an toàn tuyệt đối luôn, không gây hại cho sức khỏe nè. Gọi là lên ký chắc khỏe nhất có thể chứ không gây hại nha mọi người. Qua đây làm gì? Nói chung là khi mà những ảnh dìm á, mình ghép bên đây mình cảm thấy vui đúng không? Con mình cảm thấy mắc cười, giống như chị biết con Jenny Huỳnh không? Con bé mà nó là người Việt Nam mà nó sống ở Mỹ á. Tất cả những cái video của nó là tự dìm nó hết. Nhưng mà coi rất là cuốn. Em người lớn đây mà em coi còn rất là cuốn luôn. Kênh lớn lắm á. Chiên bánh màu gì hả? À biết hả? À dạ chiên 2 triệu rưỡi nè. Tâm chiêu mới mọi người ơi. Tâm chiêu mới chiên bánh bữa quên dặn lửa nhỏ cho nên là nó cháy nhanh quá chứ không kịp. Nó ra mọi người chưa coi tới cái khúc mạnh nhiên làm đổ bánh phồng tâm đầy dưới đất luôn. Mắc cười chết. Lúc đó mắc cười quá cho nên không có quay mọi người. Lúc đó mắc cười quá chưa có quay á. Cảm ơn Tuyết Tuyết. Ok Tuyên Tuyết. Tôi tên là Tuyên Tuyết. Mới đăng có 2 ngày mà tên triệu view. Ừ. Bằng người ta sáng 9 tác. Tiếng nè. Ơi bằng người ta sáng tác nát cái óc được bài hát. Đúng rồi. Bây giờ hầu như là những cái chủ đề, nhưng mà chỉ coi cái video của nó làm cái hiệu ứng tôi nói mà nhìn mình hơi bị chóng mặt xíu, nhưng mà nó hay dìm, nó hay tự dìm nó. Đưa mấy cái video ảnh y như nãy em ghép anh Nhiên lên vậy đó, tự động đưa lên á. Cái mình coi mình cảm thấy vừa mắc cười mà dễ thương, mình muốn coi hoài.
Ngày mai hai chị em tụi em sẽ quay thêm một cái vlog nữa. Mọi người thích món gì, thích hai chị em làm món gì? Mà đi ốc đi. Dạ. Ngày mai tụi em sẽ làm, chắc tụi em làm món thịt người dung vỏ. Thôi thôi, thịt rắn thấy ghê. Bắt rắn. Kệ cho bắn hả? Bắt rắn chuông. Rắn lục xanh. Hoàng hậu giá lâm. Bắt rắn lục xanh mới được. Ai bà tặng mình cái đầm này đâu mất tiêu ta? Ai tặng nhà. Chị Thu Hà chị tặng đó. Đâu rồi, mất tiêu luôn rồi. Treo nha. Nương nương giá lâm. Mất tiêu luôn rồi, không nhớ đâu luôn á. Mấy cái đứa này thiệt là hỗn láo. Gì vậy 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 nhiên ma ma. Gì riêng tổng quản. Nương nương dạng tế dạng tế dạng dạng tế. Em hả? Không biết nữa. Tao cười lại coi. Cười lại. Trời ơi, chưa kịp gì, mít vô rồi, hết không, cười. Chị Băng mà vào live tìm vẫn được nghe. Vào live chị Băng là không có được đi ngang luôn đó nghe. Vào đâu để xem được bài em à, anh chị mình lên YouTube và gõ là Yến Linh có dấu vlog nha mọi người. Mọi người mua gì thì mọi người nhanh tay để lại số điện thoại cho mọi người, cho em đi mọi người ơi. Tất cả mặt hàng bên em đều được miễn phí ship. Chút xíu nữa là tụi em kết thúc live rồi, còn có vài phút nữa thôi. Có ai muốn tư vấn gì không nè? Còn nhanh tay để số vài phút em nữa thôi là chúng ta phải chia tay nhau rồi. Xíu nữa mà lỡ tụi em có kết thúc live thì mọi người vẫn có thể để lại số được mọi người. Bên càng em bán sẽ có chuyên viên Nguyễn Thùy Thùy Linh. Sao mà cái tên người ta đẹp mà anh đọc mới thấy ghê quá. Nguyễn Thùy Thùy Linh. Nghe nó giống như phim cổ trang hồi trước kêu á, mỗi lần xử án. Thì đó, thì đó. Ông đó đó. Nguyễn Thùy Thùy Linh. Được, anh kêu cho nó ngọt ngào được không? Nguyễn Thị Thùy Linh. Ok Nguyễn. Người ta tên Thùy Linh rất là thùy mị. Nguyễn nghe anh đọc một cái là muốn sáng mít anh ghê. Anh kêu là Thùy Linh, hiểu không? Ca đi để xuống kìa. Bolero ca. Không, bây giờ không có hát được. Không hát nữa, bây giờ hết giờ rồi, nếu mà Linh hát nữa là Linh sẽ vi phạm bản quyền. Thùy Linh. Các anh chị nào muốn nghe Bolero qua live của chị Sa Băng và chị Minh Nguyệt đó mọi người. Ok, mình mua mấy mốt, mọi người kêu nhiêu mà cứu em mọi người. Ông khệ em á, mọi người kêu lại đi. Tên cúng cơm của em hả? Ok, vậy thôi. Các anh chị mình còn có gì hỏi nữa mọi người. Nếu không hỏi nữa thôi, ba anh em xin phép được kết thúc live tại đây. Và cảm ơn các chị một lần nữa rất là nhiều đã vào live của ba anh em. Theo dõi ba anh em từ đầu live tới kết thúc live. Hell and chào. Way. Bye bye. Xin bye bye.